Hello, xin chào tất cả quý vị, các cô, chú, chị và các bạn. Không thiếu gì cách để người ta nổi tiếng cả. Nhưng mà nổi tiếng theo những cái cách thị phi thì thật sự là không biết là những người đó suy nghĩ như thế nào. Hẳn là cô, chú, chị và các bạn vừa qua thì cũng đã xem cái câu chuyện và nghe cái câu chuyện liên quan đến một nữ đại gia tên là Hoàng Hường. Trong tất cả những câu chuyện, từ những cái lùm xùm này đến những cái lùm xùm khác, hầu như là đều có câu chuyện của bà này. Không biết chị này chị suy nghĩ ra sao, nhưng thật sự là có lẽ là các cơ quan chức năng cũng nên xem xét xử lý bà này một cách triệt để. Còn tôi không biết rằng là trong câu chuyện liên quan đến những cái vấn đề thì bà này bà có ai chống lưng hay là như thế nào, nhưng đã có rất nhiều cái lùm xùm liên quan đến câu chuyện của Hoàng Hường. Và đặc biệt là cô ta là người như thế nào mà suốt ngày phát ngôn theo cái kiểu rất là phản cảm, giống như phân biệt vùng miền. Mà bữa trước thì như S8TV có nghe rằng hình như là cô ta cũng chính là người Hà Giang hay sao ấy, mà bản thân cô này cô lại phát biểu về người Hà Giang như vậy. Và dù cô này cô là người nào đi chăng nữa thì bản thân cô này cũng là một người phụ nữ, và đã là một người phụ nữ khi phát biểu về những công chúng hay là đứa trẻ thì cô ta nên có cái lời nói cho đàng hoàng. Nhưng thật sự là tôi không biết là cô này cô ấy đang làm cái gì và trong mắt cô ấy mọi người ra sao. Ngày xưa tôi cũng nghe nói rằng là cô ta cũng lớn lên từ cảnh nghèo khó, nhưng không biết có phải hay không. Cho dù xuất thân của bạn thế nào đi chăng nữa, bạn cũng không có quyền khinh người khác, đúng không ạ? Và trước những cái phát ngôn của Hoàng Hường thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Hà Giang vừa có văn bản đề nghị xử lý. Nữ doanh nhân này cũng từng gây tranh cãi trên mạng xã hội vì có nhiều phát ngôn không chuẩn mực. Có tiền nhưng không nên làm phiền thiên hạ, và không nghĩa là có tiền thì làm phiền được thiên hạ đâu nha. Mới đây, nữ doanh nhân Hoàng Hường, tổng giám đốc công ty cổ phần dược Hoàng Hường, vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đề nghị xem xét xử lý vì có phát ngôn xúc phạm đến món ăn truyền thống của người đồng bào dân tộc. Những cái món như trước kia là mèn mén, cô ta cũng đã xúc phạm rất nhiều, giống như là cô ta nói giống như là cám lợn đó. Cụ thể vào tháng 2 2023, bà Thào Thị Mua, trú tại xóm Trúng Quả A, xã Phó Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đã làm đơn phản ánh về việc doanh nhân Hoàng Hường lên mạng xã hội livestream nói mèn mén là cám lợn, là món ăn giải nghiệp. Thật sự là tôi không biết là nhân cách của con người nó thế nào đây. Theo phản ánh của bà Mua, trong phiên livestream ngày 6 tháng 2 2023 trên TikTok, bà Hường đã có những lời xúc phạm lớn đến nhân phẩm và danh dự của những người dân bán hàng và làm dịch vụ hoa cho du khách thuê chụp ảnh tại dốc ở Thẩm Mã, Hà Giang, gọi họ là những kẻ ăn xin. Do đó, bà Mua làm đơn đề nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi này của doanh nhân Hoàng Hường. Cái lời nói và cái hành động của cô này cũng không khác gì NONO cả, một thành phần vô học. Tôi nói ở đây là một thành phần vô học nha. Và cô này cô ấy quảng cáo hàng trên Facebook và các trang mạng xã hội, tôi nó phải nói ở đây được đa cấp thì gọi bằng cũ. Và tôi không biết là cái mặt hàng chúng ta bán thì nó chất lượng đến đâu, nhưng nổ tung trời ha. Cô ta còn có rất nhiều cái mà người ta gọi là nha khoa quốc tế Hoàng Hường gì đó. Nhưng tôi nghĩ là nhân cách như thế này thì thua một đứa trẻ con và thua cái người ta không biết chữ. Đây, báo còn viết như thế này nữa. Cô ta từng gây chú ý khi quảng cáo giao hàng nổ tung trời. Được biết, bà Hoàng Hường là nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều tai tiếng. Đấy. Bà được biết đến là tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường, đồng thời là chủ của phòng khám nha khoa quốc tế Hoàng Hường, Conrad Phelps, nói chung là tên tiếng Anh, tại Hà Nội. Năm 2021, nữ doanh nhân Hoàng Hường từng bị tố quảng cáo nổ công dụng của nước súc miệng. Theo đó, công dụng của sản phẩm này được nữ đại gia ví như thuốc điều trị các bệnh hôi miệng lâu năm, hồi từ kiếp trước sang kiếp này, thậm chí điều trị viêm lợi. Những lời quảng cáo này được nói tràn lan trên mạng xã hội và được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Những cái live stream của bà này thì thật sự là khi mà S8TV mở cái Facebook lên là ẩn luôn, không xem. Đặc biệt, dù không được cấp phép là thuốc chữa bệnh, nhưng nước súc miệng họng Hoàng Hường Cremeric có giá bán lên gần 600.000 đồng một hộp 3 lọ 250ml. Trong khi khảo sát thực tế trên thị trường, các loại nước súc miệng của nhiều doanh nghiệp khác chỉ có giá trung bình từ 18 đến 150.000 đồng một chai, tùy thích. Trời ơi, tùy thể thích đó. Sau sản phẩm nước súc miệng gây tranh cãi, công ty dược phẩm Hoàng Hường tiếp tục tung ra loại viên xương khớp thần kỳ và lại vướng phải tranh cãi. Cụ thể,
trong chương trình Điểm Tựa Tương Lai phát sóng trên VTV1 vào lúc 10 giờ 35 ngày mùng 10 tháng 4 2022. Dược phẩm Hoàng Hương lên sóng quảng cáo sản phẩm bảo vệ xương khớp, gan, hoạt huyết, chăm sóc răng miệng. Điều đáng nói, quảng cáo sản phẩm không đúng thực tế, gây phản cảm khi để bà cụ quỳ lạy bà Hường như thánh sống, khiến cộng đồng bức xúc. Tôi thật sự là tôi không biết là nhân cách và nhân phẩm của những cái con người này nó đến thế nào nữa, cô chú anh chị và các bạn. Vậy mà vẫn nhiều người lao vào ủng hộ những cái thành phần này thì cơ quan chức năng nên xử lý và xem xét có nhiều yếu tố, chứ không phải là chỉ có yếu tố hành chính của cô chú anh chị và các bạn. Không chỉ vậy, bà Hường còn quảng cáo thần thánh hóa sản phẩm khi nói tất tần tật những gì đau liên quan đến xương khớp từ đầu gối xuống chân em giải quyết được hết. Em không khẳng định là uống một liều sẽ hết, nhưng chỉ cần uống 1-2 tuần sẽ khỏi đến 50-60%. Ai nặng lắm thì 2 tháng là hết, dù xương khớp đau đến cỡ nào. Những lời này đã đánh vào tâm lý của người bệnh. Rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền triệu để mua một liệu trình cho xương khớp Hoàng Hường. Dẫu vậy, công dụng thật sự, tính an toàn của sản phẩm chưa được kiểm chứng. Ngày 13 tháng 4 2022, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã xử phạt 65 triệu đồng đối với công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường về lỗi vi phạm khi quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe viêm xương khớp Hoàng Hường. Và đây lại tiếp tục. Bên cạnh những cái lùm xùm trong hoạt động kinh doanh, doanh nhân Hoàng Hường còn từng có những vướng nhiều tranh cãi khi có những phát ngôn không chuẩn mực lên mạng xã hội. Năm 2020, bà Hoàng Hường từng đăng tải thông tin không chính xác, bịa đặt về tình hình mưa bão tại Quảng Bình, khi cho rằng huyện Lệ Thủy không đáng thương như truyền thông thêu dệt, và thất vọng khi đến đó từ thiện. Cô ta đúng là không biết là cô ta suy nghĩ ra sao đây. Điều này đã gây hoang mang, ảnh hưởng đến uy tín danh dự của người dân và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả của các mạnh thường quân, các cấp chính quyền tỉnh Quảng Bình. Sau đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình đã gửi công văn tới Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hà Nội đề nghị kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ tài khoản Facebook Nha khoa Thẩm mỹ Hoàng Hường của bà Hoàng Thị Hường. Một lần khác, nữ đại gia này còn lên tiếng chửi bới, miệt thị vùng miền, cụ thể là Thanh Hóa, khi chửi người đã ăn cắp data khách hàng của Hoàng Hường. Loạt từ ngữ khá gay gắt, thậm chí mang yếu tố miệt thị vùng miền, được nữ đại gia này quay video đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người bình luận. Tôi nói với cô chú anh chị và các bạn, chỉ như thế thôi là đã đủ thấy nhân cách của những con người này rồi. Chúng ta nhìn như vậy thôi là chúng ta đã thấy cái nhân cách của con người nó như thế nào rồi. Chứ không phải ở đây là chúng ta chỉ có nhìn theo một cái chiều hướng là tích cực hay tiêu cực. Như vậy thôi là chúng ta đã thấy cái con người nó như thế nào. Chứ đừng bao giờ là chúng ta suy nghĩ và nhìn nhận đánh giá của một người hay một vùng miền miệt thị theo kiểu đó, chỉ có là Hoàng Hường. Bởi vì nhân cách nó thể hiện con người. Dù sao đi nữa thì cô này cô ấy đã nói quá nhiều rồi, chúng ta kể lại thì cũng không biết là như thế nào để cho xuể cả. Thật sự là đối với STAR TV thì cái nhân vật Hoàng Hường này tôi chỉ thấy là lên mạng xã hội mà đã nói như vậy. Lên mạng xã hội cần phải có cái sự bình tĩnh, cần có cái nhân cách đạo đức mà nói như vậy, thì ở ngoài đời cô ta thuộc tiếp người nào? Xin thưa với tất cả cô chú anh chị và các bạn, lên mạng xã hội mà nói như vậy thì chỉ có gì ạ? Chỉ có nhân cách đạo đức là thuộc dạng nhân phẩm vô học. Chỉ thuộc dạng nhân phẩm vô học thôi, chứ không phải là gì cả. Và chúng ta phải nhớ rằng là những con người như Hoàng Hường không đáng được tôn trọng nếu như phát biểu như thế về ai, về tất cả những vấn đề mà chúng ta đang theo dõi. Phát biểu những cái điều mà xúc phạm đến vùng miền, người ta sinh ra, người ta có cuộc sống riêng, dù khó khăn đến mấy thì người ta cũng không chọn được cái nơi mình sinh ra. Không ai có quyền, chúng ta không có quyền chọn cái nơi chúng ta sinh ra và lớn lên. Đây là một điều rất là rõ ràng, cô chú chị và các bạn hãy nhớ điều đó. Và trong tất cả mọi sự việc thì tôi thấy rằng những cái phát ngôn này nó rất là phản cảm, mà nó thể hiện cái tính tiêu cực, miệt thị vùng miền, miệt thị người nghèo, miệt thị trẻ em. Trong rất nhiều cái câu phát biểu của bà Hoàng Hường này, nó đã mang lại những cái tính chất rất là rõ ràng. Mà nếu như chúng ta đã từng tham gia drama này thì chúng ta thấy rằng là những người như Hoàng Hường hay NONO là những người như thế nào thì cô chú chị và các bạn đã biết.
Bản thân trước kia khi sư Nguyễn Phương Hằng cũng đã nói rồi, nhân cách, tư cách, đạo đức nó thấy rất nhiều. Và cô này chắc gì cô đã làm từ thiện được giống như vợ chồng bà Hằng, nhưng cô ấy nổ thì không ai bằng cả. Hãy nhìn cái mà vợ chồng bà Hằng bà làm á, chúng ta làm tham gia cái drama này chúng ta mới thấy, đúng không ạ? Thôi thì để lại những cái ý kiến cho cô chú anh chị và đánh giá, mọi người đánh giá. Nhưng với Tam TV thì hy vọng là các cơ quan chức năng sẽ xử lý đến nơi những cái thành phần miệt thị người khác như